đồ đạc còn tùm lum hết. Sắp hoàn thành cái nhà bên ruộng rồi. Con xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. 2 năm nữa là cá này thích thì xuống bắt cá lên rồi mình nướng ăn luôn. Đây ổi, cái tí tí là có trái rồi này. Đây có trái rồi. Đây ổi lùng, cây nào cũng lùng hết. Cái ớt chín rồi. Cái này có hoa rồi nè, nhỏ xíu mà có hoa rồi, có trái nhỏ rồi. Đây mít đỏ nha, mít đỏ nha. Trồng cho mấy ẻm bò mấy ẻm ăn nè cả nhà. Nè. Nó chui vô rồi, nó trong ở trong đó rồi không sao đâu. Nó, em bò ăn đi. Nó ở trong đó rồi. Chọc nó gặp cây cỏ. Nó gặp cây cỏ cái nó muốn bò ra luôn kìa. Nó ngóng lên kìa đó. Nó em bò ơi. Mình xem bạn đi. Em bò ơi, em bò ăn cỏ không? Sao Lan trồng cỏ hết? Tại vì nuôi Lan nuôi 6 con bò lận. Cho nên là trồng cỏ hết. Vì mà không đủ cho mấy ẻm ăn luôn cả nhà.